Bây giờ là thử thách, hai cha con sẽ đứng một chân, co một chân lên rồi nhắm mắt lại, coi ai đứng lâu hơn. Giờ đứng bằng chân trái trái. Chân trái. Nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại nha các bạn. Nhắm mắt cái nó quẹo thôi. Nhắm mắt cái nó quẹo thôi. Các bạn thử làm coi được không nha. Không phải giả bộ đâu các bạn. Câu chân lên nhắm mắt lại. Không để chân nha.